Các cầu thủ Napoli không chỉ tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng sau thất bại trước AS Roma cuối tuần trước, mà họ còn phải hứng chịu một loạt vấn đề có thể gây tổn hại đến tham vọng của họ trong những ngày tới. Matteo Politano dính chấn thương rời sân trước khi Victor Osimhen nhận thẻ đỏ khiến nhà đương kim vô địch mất cả hai tiền đạo được xem là tốt nhất của mình. Trận thua AS Roma là thất bại thứ hai liên tiếp của Napoli, khi trước đó họ đã nhận thất bại thảm hại trên sân của đội bóng yếu Frosinone với tỷ số 0-4 ngay tại vòng 1/8 Coppa Italia. Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn có niềm hy vọng vào sự trở lại của đoàn quân huấn luyện viên Walter Mazzarri chính là việc Napoli đang thi đấu khá tốt trên sân nhà với hai trận gần nhất toàn thua. Bên phần sân đối diện, Monza đang ở mùa giải thứ hai liên tiếp chinh chiến tại Serie A. Sau 17 vòng đấu, đội khách đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, vị trí mà đội bóng này cán đích ở chiến dịch trước. Hiện tại, đoàn quân huấn luyện viên Rafael Palladino đang đứng gần với các vị trí dự cúp châu Âu hơn là khu vực xuống hạng. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ đội khách lo lắng chính là sự chững lại của đội nhà với hai trận liên tiếp gần đây toàn thua. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-3/4, việc Napoli thi đấu sa sút ở mùa giải năm nay khiến vị thế của họ không còn được đánh giá cao khi tiếp đón Monza, khi nhà cái chỉ niêm yết tỷ lệ châu Á là 3/4 trái, thấp hơn rất nhiều so với lần gần nhất họ tiếp đón đối thủ trên sân nhà, 0-1/3/4. Mặc dù bị đánh giá thấp, nhưng trong bối cảnh Monza đang thi đấu sa sút, nhà đương kim vô địch nhiều khả năng sẽ khép lại năm 2023 bằng một chiến thắng. Chọn Napoli. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 2-1/2, nguyên nhân dẫn đến chuỗi trận nghèo nàn của cả hai đội thời gian qua là do hàng công đang thi đấu kém cỏi. Với Napoli, đội chủ nhà không ghi bàn ở 4/6 trận gần đây, còn Monza cũng đang tịt ngòi ở hai trận ra quân gần nhất của mình. Với những gì hai đội đang thể hiện, thật khó để tin màn so tài này bùng nổ bàn thắng. Chọn xỉu.